Hệ thống vạch mắt võng đã được thành phố Thanh Hóa đưa vào sử dụng một tháng nay. Tuy nhiên, người dân vẫn lúng túng khi di chuyển trong khu vực này. Ghi nhận tại các ngã tư có kẻ vạch mắt võng tại thành phố Thanh Hóa những ngày gần đây cho thấy một bộ phận người dân bắt đầu có ý thức tuân thủ quy định của hệ thống vạch mắt võng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vi phạm khi không có lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn vẫn dừng chờ đèn đỏ ở vạch mắt võng. Vẫn còn nhiều người khi tham gia giao thông chưa thực sự hiểu quy tắc khi di chuyển trong vạch mắt võng có mũi tên chỉ hướng hay việc di chuyển vào làn vạch mắt võng ở đâu. Khi tôi tham gia giao thông rẽ phải vào làn mắt võng thì do vướng phương tiện nên tôi không rẽ được vào làn, thì tôi đi lên phía trên tôi rẽ thì không biết có bị phạt hay không. Vẫn mong được bên giao thông giải đáp thắc mắc cho tôi để tôi tham gia giao thông cho nó đúng luật. Lực lượng chức năng thành phố Thanh Hóa cho biết thời gian qua đã tăng cường tuyên truyền, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông và đoàn viên thanh niên có mặt tại các điểm có vạch mắt võng để nhắc nhở và hướng dẫn người dân di chuyển đúng quy định. Hiện nay, thành phố Thanh Hóa chưa xử phạt lỗi dừng đỗ trên làn kẻ vạch mắt võng mà vẫn tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu, hình thành thói quen tuân thủ quy định của pháp luật khi lưu thông trên tuyến đường có vạch mắt võng. Làn mà vạch mắt võng này nó dài, nhưng cái việc dài này nó không ảnh hưởng đến cái việc rằng người dân đang ở giữa làn mà do lưu lượng đông có thể rẽ sinh an sang làn và để chuyển rẽ phải thì sẽ không bị phạt khi lưu thông trên cái đường vạch mắt võng này. Tất cả các làn đường ở trên địa phận thành phố Thanh Hóa đa phần là đang sử dụng làn đường hỗn hợp. Thế thì cũng khuyến cáo người dân rằng khi tham gia giao thông tại các khu vực ngã ba, ngã tư này thì cố gắng là để ý, vì là chúng tôi để ý đến cái hướng dẫn của vạch kẻ đường và chấp hành đúng, giữ khoảng cách đúng để tham gia giao thông một cách an toàn. Bên cạnh sự tuyên truyền hướng dẫn của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần chủ động tìm hiểu những quy định khi tham gia giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.